Vâng anh em, đây tôi sẽ nói về cái dây dây link buộc chuẩn. Hôm trước tôi cũng có nói một cái clip rồi, với clip trước ấy, đây tôi sẽ nói cho anh em nhé. Tôi sẽ nói cho anh em một cái chính xác tuyệt đối luôn. Thực ra cái hôm trước ấy thì cũng tôi vẫn thường dùng thôi. Thế nhưng mà đây này, để tôi khi câu ấy trong cái quá trình đây này, thường thường thì ở quán đồ câu hoặc là đợt trước mình thì thường thường là cái này tôi vẫn hay sử dụng thôi. Thế nhưng mà có một cái loại nó tốt hơn rất chi là nhiều, mà không các anh em câu câu khi câu ấy đóng cá to nó cũng không bao giờ bị bong. Đây bình thường nó sẽ là giọt sợi này, các bạn rút ra dây mạng đúng không? Đấy, ok, đây tôi lấy một cái sợi màu mè một chút để cho các bạn dễ nhìn. Đây tôi sẽ lấy một sợi màu xanh. Ok, rồi anh em, tiếp theo nó cũng là cái dây mạng thôi. Đây cũng là dây mạng, nó hơi dài một chút. Đây anh em, nó cũng là cái dây mạng, đây cũng là dây mạng và kia cũng là dây mạng. Đây chính là cái dây mạng, là đây tôi tuốt đôi ra. Khi cái dây mạng ấy, đây bên này là một bên thép không này, còn một bên này nó có những cái dây khác này. Đây là cái dây mạng mà các bạn nghe điện thoại bàn, đây là dây mạng nghe điện thoại bàn, còn cái kia dây lên là dây mạng internet. Cái dây của điện thoại bàn ấy, đây cái dây của internet thì khi mà anh em nối ra buộc, ví dụ bình thường cái khi các bạn xiên vào dây thôi, đây để tôi làm ví dụ luôn, cắt cái kia lại mẹ mất cả cái kéo rồi. Đây là một đoạn tôi rút ra dây mạng, đây tôi cứ để đây một chút nữa tôi rút ra để tôi phân tích cho mọi người rõ. Còn đây là cái dây lấy ra từ ở cái cắt lấy một đoạn ở cái đường dẫn điện thoại đấy, đường điện thoại bàn đấy. Đây, ok, tôi sẽ lột ra. Đấy, sau khi lột ra thì anh em sẽ có một cái dây như thế này. Cái này thì cực kỳ chuẩn rồi, câu anh em không bao giờ sợ bị co. Đấy, sau khi lột ra thì anh em sẽ có một cái dây như thế này, nó cũng cùng là dây mạng thôi nhưng mà cái nhựa của nó rất chi là khác nhau đấy. Đây, tôi đem tôi bỏ cái này đi đã. Tôi sẽ lấy luôn cái cuộn cước tôi buộc làm ví dụ cho anh em. Đây này, đây là cái dây của mạng điện thoại bàn, cái dây nó rất chi là bóng, còn cái dây này nó không bóng và cái dây này nhỉnh hơn cái dây của điện thoại bàn một chút. Đây nhá, bây giờ ví dụ đây tôi sẽ gấp cái này để tôi dùng dần này. Đấy, ok, gấp vào đây để dùng dần. Nó có rất nhiều loại màu nên nó tùy từng dây, nó rất chi nhiều loại màu. Ở đây nó có đây anh em nhìn này, một loại dây này
nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Thì các bạn xỏ như bình thường cái dây mạng của internet này, các bạn có thể xỏ cỡ có thể là kịch nó chỉ được khoảng tầm 3 chấm cước 3.6, nhưng cái này có thể xỏ trên 3.6, 4 chấm, 5 chấm được. Nó nhỉnh hơn một chút. Đây anh em nhìn nó nhỉnh hơn một tí thôi. Cái độ dai và cái độ bền của nó rất chi là cao, cao hơn cái điện thoại mạng internet rất chi là nhiều. Đây bây giờ tôi sẽ khoanh một miếng. Đây cái màu của dây mạng internet nó sẽ màu xanh xanh non. Cũng xoay như thế thôi. Đây anh em tiện ra. Cắt ra này. Đấy, thấy chưa? Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ cuộn cái này lại cũng để dùng dần. Nó rất chi là nhiều cái, nó còn một số loại dây mạng nữa cơ, nó cũng nôm na nó độ cứng với cả các thứ nó cũng như này. Thế nhưng mà như này là chuẩn nhất này. Nếu mà anh em mà nói chung là ở đâu mà chả có dây điện thoại bàn nó thừa ra, cắt lấy một đoạn rất chi là đơn giản đúng không? Đấy, cái này có mà buộc cả đời chả hết. Đấy, đây là dây điện thoại mạng internet. Hôm trước tôi có hướng dẫn mọi người buộc cái dây này này. Nhưng mà thực ra thì cái này tôi vẫn dùng, nhưng mà dùng cái này thì thực sự là nó tốt hơn rất chi là nhiều. Bây giờ tôi sẽ so sánh cho anh em. Anh em sờ cũng thấy cái của nó như thế nào rồi. Đây nhá. Đây là dây mạng này. Bình dây mạng thường. Tôi sẽ cắt ra đây một đoạn này. Cước buộc dây linh của tôi cước 3.0, cũng cước buộc như bình thường thôi. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng, xiết vào đây. Đấy, đây là dây mạng bình thường, xiết hai đầu. Đây, đây là dây mạng internet. Khi các bạn buộc xong thì nó sẽ như thế này. Đây là gọi là chắc chắn rồi đấy. Nhưng khi đóng cá ấy, thực ra cái này thì vẫn dùng được thôi. Thế nhưng mà nó sẽ không tốt bằng cái này. Tôi so sánh để cho mọi người thấy rằng nó không tốt bằng cái này. Bây giờ ví dụ siết chặt chẳng hạn, cố gắng siết chặt. Đấy, các bạn nhìn thấy nó sẽ bị dòe, nó có hiện tượng bục, bục cái dây này ra, buộc cái dây cáp mạng ra. Ví dụ được cá nó có thể xoăn nó kia, bây giờ mình lôi mạnh chắc chắn là nó sẽ bục. Đây nó bục rúm, bục xoăn lại đúng không? Tất nhiên là không có thì vẫn sử dụng cái này bình thường, không vấn đề gì cả nếu như các bạn không có cái dây này. Nhưng mà nếu mà có cái dây này, tốt nhất là các bạn lấy cái dây này buộc. Đây bây giờ so sánh cho anh em. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Ok. Rồi, siết cái đầu này lại. Đấy. Anh em co này. Co này. Đây này. Tôi co hết cỡ rồi nó cũng không thể co được vào như kia được. Đây. Anh em thấy không? Tôi co rất chi là mạnh. Đây, lần cả tay lên này. Thấy không? Nó cũng không thể zoom lại được như kiểu là cái dây mạng internet thường. Đây là dây mạng internet thường này. Dây mạng internet thường nó sẽ co lại như này. Ừ. Đấy, còn đây là cái dây mạng bằng dây mạng điện thoại bàn. Nó sẽ rất có sự khác biệt. Anh em đóng cá vào đây nó sẽ không bị nhăn nhúm. Lấy cái này dùng sử dụng rất chi là tốt. Mới khuyên có lấy cái này dùng, nếu không có thì thôi dùng tạm cái này cũng được. Rồi ok. Đấy, khác biệt rất chi là lớn. Bây giờ hai cái cùng cầm co này, cho hai cái bằng cầm co này. Giả sử đây là đóng con cá 10 cân chẳng hạn, co co đấy, co hồi cái này nó tịt luôn vào đúng không? Co hồi cái này nó tịt luôn vào. Cái dây mạng internet là tịt luôn vào, còn cái dây này thì nó vẫn gần như là bình thường. Đấy, anh em sử dụng cái này rất chi là tốt. À,
Cái này không phải là khó kiếm, rất chi là dễ kiếm luôn. Với ở thành phố thì đi ra chỗ nào gần cái cột điện nó cũng có vài cái đoạn thừa hết để mà lấy. Ok.